Hello xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những cái màn show tiếp theo này của Kiên nhá. Thì các bạn có thể thấy là vừa nãy là Kiên lại tiếp tục làm series dọa ma cho các bạn xem đấy. Thường thì ngày hôm nay thì mình sẽ thủ thêm em Lam đây để kết hợp với mình. Đấy, hai con ma luôn, để dùng hai con ma chôn nó chết. Đấy. Thì bây giờ là anh em mình sẽ bắt đầu là đi lấp và chôn cho các bạn nhá. Nếu mà các bạn xem clip của mình mà thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và chia sẻ ủng hộ mình nhá, để giúp mình đạt nhiều lượt đăng ký hơn. Bây giờ thì anh em mình phải đi lấp đây các bạn ạ. Ok. Xin lỗi nhá. Vâng. Đây em không nhìn thấy xe máy. Nếu mà đi xe máy em không lạ đâu. Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Sao không? Có nhá. Các bạn ơi, mấy em kia sợ quá vứt cả ô các bạn ạ. Đây bây giờ mình ra mình xả cổ các bạn ạ. Này ô này, nhanh lên. Các em nhìn thấy mà đẹp trai nhà chưa? Thôi đấy, chi chưa? Chi. Hả? Bánh tay vào. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy thế nhá. Chi. Cảm ơn nhá. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau. Tình cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Sao anh bỏ em tìm ấm em. Chẳng nghe đâu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim còn đeo lý trí. Chiêu này chết quỷ tao đây. Em quay video của anh thôi. Đây là em quay đây này. Anh đi đâu vậy? Sao bác? Anh em cho đau anh. Mẹ mày đánh chết cha bây giờ.
anh trách ta mai bây giờ. Ông ơi, 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 ông ơi,